Sao? Lại vỡ kính rồi à? Thôi, ông tạm dừng tay kia đã. Lát nữa cái thời nó đi chợ về, bảo nó đưa tiền cho ông sắm cái kính khác. Còn bây giờ, tôi muốn bàn với ông một chuyện. Chuyện gì? Chuyện hệ trọng lắm. Đổi đời đến nơi rồi. Từ nay, ông sẽ không phải suốt ngày ngồi bên đe búa nữa. Còn tôi cũng không phải lúi húi ở trong kia tráng bánh đa. Còn con thời nhà mình sẽ kiếm được một đám tử tế. Bà lại kể chuyện cổ tích rồi. Sống ở đời gần 60 năm, tôi mới hiểu được cái lẽ. Ráo mồ hôi là hết tiền, nghỉ ăn. Bây giờ khác rồi. Này, tôi nói cho ông nghe nhé. Sáng hôm nay ông đi vắng, vợ chồng cái Thanh nó ở nhà quê ra. Chúng nó kể, đường quốc lộ sắp mở ngay sát làng mình. Ừ, thì sao nào? Còn sao nữa, một sào vườn bỏ hoang của mình bây giờ đã có giá rồi, vì sát mép đường. Vợ chồng chúng nó đề nghị mình bán lại mảnh vườn đó để mở cửa hàng. Sao? Bà nói cái gì? Bán? Đất hương hỏa của ông bà cha mẹ để lại. Tôi đang tính, không có sức làm gò hàn nữa, về quê chăm chút cây cối, an hưởng tuổi già đấy. Rồi ạ, cái mảnh vườn bỏ hoang lâu ngày, chó ăn đá, gà ăn sỏi. Có cho không người ta cũng chắp tay người ta lại. Đùng một cái lên giá vùn vụt. Trời có mắt đấy ông à. Tôi thông báo với ông như thế thôi. Ông mà không quyết thì tôi với con Thời quyết. Mà này, tôi đã nhận lời với vợ chồng cháu Thanh rồi. Ngày mai nó ra đây đặt cọc tiền. Tôi chỉ cần ông ký một cái. Còn bao nhiêu tôi lo tất nhá. Bán đất bán vườn. Hả? Xưa nay mình có cái gì để bán đâu nhỉ? Thôi, cái gì phải đến sẽ đến. Lệnh ông không bằng chồng bà, mặc cho bà lo toan. Hôm nay nhập than chứ em. Thế anh có nhớ mang cho em mượn cái băng lan và điệp không đấy? Có đây, quên làm sao được. Đâu? Anh còn nhiều băng hay hơn nữa kia. Thế à? À này, anh chị họ em ở quê mới ra, muốn mua lại đất vườn bỏ không của nhà em đấy. Vậy à? Bán thì được mấy nản. Anh thì đang mơ ước có một mảnh vườn để trồng cây ăn quả lâu niên. Anh không biết đi chứ, đường quốc lộ sắp mở qua làng em đấy, đất có giá lắm. Còn anh chỉ tin ở hai bàn tay mình thôi. Cẩn thận, đau. Đau nhưng mà sướng. Anh ui, đau bổ sư. Tay chơi lắm đây. Nhà vừa bán đất hay là vừa trúng đề hả? Sao? Ông cậu thiệt của anh đã có ai chưa? Khổ quá. Cái ông cậu tội nghiệp của anh chỉ thích mỗi con Thời Hâm thôi. Thì ông cậu anh cũng đã quá đầu bốn rồi còn gì. Lấy được rồi. Nhưng mà nhà nó nghèo kiết xác. Cậu thiệt anh thì danh giá cái gì?
chẳng qua chỉ là chàng bán than hoa thôi. Thế mới phải tính, phải tìm ngay một mụ nạ dòng giàu có, cơm no bò cưỡi, có phải hơn không? Với lại cái con thời hâm nó xấu quá. Tình yêu thì có phân biệt gì đâu. Còn anh nữa đấy, cứ bập vào tình yêu đi rồi sẽ biết. Tình yêu của anh đây. Đồ nỡm à. Hồ ly thì gặp hồ ly tinh. Chúng ta hiểu nhau quá rõ rồi còn gì. Sống với nhau để suốt ngày bóc mẽ nhau ra à? Ờ, không thành đôi lứa thì thành bạn cộng tác làm ăn vậy nhá. Con dâu nhà tôi nó ghê gớm quá, mất hết họ hàng, xấu hổ với làng xóm. Là do con trai mình cả. Thằng con trai tôi cũng thế, nó để vợ nó chùm cả váy lên đầu. Vì vậy mà tôi cũng không muốn ở nhà nhiều, bực mình lắm cơ. Không ngờ chúng ta cùng cảnh ngộ. Phải, đồng cảnh ngộ. Có lẽ các con dâu thời trước ngoan ngoãn hơn, dễ bảo hơn. Không có xem cái phim tàu mẹ chồng, em chồng, nàng dâu không? Có lẽ đấy là vấn đề toàn cầu. Hôm qua con dâu tôi nó căng thẳng với mẹ chồng xong, tôi mới tức cảnh, tôi lộn tiết, tôi làm mấy câu thơ. Thế thì ông đọc cho chúng tôi nghe đi. Chúng tôi cần được san sẻ và giải tỏa nỗi ân hận này cùng ông. Đúng đấy. Thơ làm xong không được đọc cho ai nghe, nó cứ ma mách ở trong bụng. Lại cộng với nỗi bất hận kia, không được chia sẻ cùng ai, tôi cứ như phát rồ lên. Tôi đọc cho câu nghe nhé. Cưới vợ cho con vui tuổi già, ai ngờ vui có được đâu mà. Con dâu tác quái như yêu nữ, chó dữ cho nên khách vắng nhà. Trời khoan hô! Chí lý. Còn tôi sau khi mắng đứa con dâu hỗn hào xong, tôi tự động viên mình như thế này. Các ông nghe nhé. Về hưu vẫn dẻo, vẫn dai, vẫn ham đọc báo nghe đài suốt đêm. Giữ cho trong ấm ngoài em, mặc ai cây độc mình thêm yêu đời. Rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Tôi nghĩ đây là một phản ứng tiêu cực đấy. Tôi thì cũng đồng tình với thái độ của hai bác, biết phẫn nộ và cũng biết thiền. Nhất là các bác gieo vần thơ cứ choanh choách, ý tứ cứ như là cắm vào lòng người ta. Tôi thì cũng có làm thơ, nhưng xem ra không dám so với hai bác rồi. Ông cứ đọc cho bọn tôi nghe đi, ngại gì nào. Thôi, để lúc khác. Tôi chợt nghĩ ra thế này, tại sao chúng ta không nghĩ ra thành lập tổ thơ về hưu nhỉ? Hay, sáng kiến đấy. Úi giời ơi, ở địa phương ta ấy à, còn có ông Vũ, ông Khoan này, ông Trúc, ông Quý này, rồi bà Hương, bà Hoa, bà Bưởi, úi giời ơi, đều là cán bộ viên chức nhà nước, là nhà giáo, nhà khoa học về hưu cả. Mọi người đều thích thơ ca, chắc chắn thi tài địa phương ta không hiếm đâu. Đúng, ta phải thành lập tổ thơ về hưu thị trấn Song Mai. Chúng cháu đã nói là làm. Đây là tiền đặt cọc, cô chú không sợ bị hố đâu. Và lại nếu có gì thì lọt sàng xuống nia. Các cháu nói phải lắm. Trước nay từ hàng con cháu trong quê, ông chả quý nhất vợ chồng nó là gì. Cô chú chẳng mấy khi về quê mua lại mảnh vườn ấy, chẳng qua là chúng cháu quản lý hộ cho cô chú thôi. Thời buổi kinh tế thị trường, mảnh vườn ấy mà để không thì phí lắm chú ạ. Hôm trước chúng cháu lên, chú không có nhà, cô và em Thời rất ủng hộ. Cô chú đã về hưu mấy năm nay, trông vào đồng lương hưu với ít hàng gò, hàng bánh đa thì thật chẳng bõ bèn gì. Sức khỏe ngày càng giảm sút, với lại cô chú cũng phải lo cho tương lai hạnh phúc của em Thời nữa chứ ạ.
Anh chị đến chơi đấy hả? Thời đấy à? Anh chị vừa nhắc tới em xong, sao mà thiêng thế? Cô chú phải tính chuyện cho em gái cháu chứ. Ngoan ngoãn chăm chỉ thế này, chỉ mỗi tội nhà cửa sơ sài quá, chẳng có chàng trai nào bén mảng tới. Em gái tôi mà ăn diện trang điểm vào á, thì khối chàng trai chết mệt đấy. Chị, em quạt bánh đa suốt ngày, chẳng hy vọng cái gì đâu. Thôi được, bà vào lấy giấy tờ thổ bạ ra đây. Tôi làm giấy sang đất nhượng vườn cho chúng nó. Vâng ạ. Cháu bắn điếu. Đây, xong rồi. Gửi anh. Hà đã bảo chứ bác? Bảo hành cho đến khi hỏng thì thôi. Nói vậy thôi, chứ tôi biết tài hàn gò của bác rồi. Chuyện nghề gia truyền mà. Làm bát phở chứ bác? Vội gì? Thôi, để lúc khác. Tôi đang no mà. Có tiền thì cứ tiêu đi, vội gì? Sởi lời trời cho, bo bo trời buộc. Sởi lời trời cho, bo bo trời buộc. Sởi lời trời cho. Úi giời, người keo kiệt thì vẫn chỉ keo kiệt thôi. Cứ đợi đấy. Em biết là anh chị vừa bán mảnh đất vườn cho vợ chồng cháu Thanh, nên ra cậy nhờ anh chị. Độ này em cho cháu đi học đại học tốn kém lắm, nên anh chị cho em vay ít tiền, chỉ giữa năm là em giả thôi ạ. Thì chúng nó mới đặt cọc, rồi còn đi làm thủ tục thuế má, đâu đã có hả cô? Thì coi như là em gióng trước. Em chỉ biết cậy vào chị thôi. Cháu Tú cũng như con của chị mà. Ừ, thì bán đất bán vườn xong, chị cũng phải nghĩ đến các cháu bên nội bên ngoại chứ. Có điều, tính ông Hải tiết kiệm lắm cơ. Chị không nói thẳng ra là keo kiệt có hơn không? Hồi anh ấy tìm hiểu chị, gia đình nhà mình phản đối vì biết tính anh ta hà tiện, bủn xỉn. Chị lại cứ bênh vực bảo biết căn cơ, biết tính toán. Nhà mình là gia giáo truyền thống. Chị xem, anh chị có mụn con gái cứ để ế chồng mãi thế à? Phải chăm chút cho nó chứ. Lần này có tiền, chị bảo anh ấy phải thay đổi đi. Tiền trong nhà là tiền chửa, tiền ra khỏi cửa là tiền đẻ. À, này này, cô là cái loại người đâm bị thóc chọc bị gạo. Ơ kìa, ông. Cô bảo tôi không muôn đăng hộ đối với nhà cô à? Lão, tôi nói cho nhà cô biết, ông tôi là quan ám sát, có công với cách mạng. Còn bố tôi đây này, là chủ tịch ủy ban kháng chiến huyện. Tôi là cháu năm đời của quan tuần phủ. Tôi sẽ cho thiên hạ biết tôi là người như thế nào. Ông nhà tôi tính cứ đùng đùng thế thôi, nhưng mà chả tâm địa gì đâu. Thật chẳng may, câu chuyện của chị em gái mình lại lọt vào tai cái ông thiên lôi thiên địa ấy. Thôi, em chẳng dám ở lại lâu, nhưng chị nhớ giúp em chị nhé. Căng lên, giữ kia, giữ đầu kia chắc à. Buông kia, buông kia. Tâm đất giờ này đắp quá, nắp số đất. Chú nhớ đấy à, cháu định ra tìm chú, mọi việc xong xuôi cả rồi. Tao về làng cũng vì chuyện này. Chúng cháu biết cô chú đang đóng ruột, biết bao nhiêu thứ việc cần chi tiêu. Thôi, về nhà cháu làm bữa rượu ăn mừng đã. Mày về trước đi, tao cho thăm mảnh vườn cũ đã. Vĩnh biệt vườn ơi, xin ông bà bố mẹ lượng thứ cho con cháu. Có tiền cứ tiêu đi, vô tư. Sởi lời trời cho, bo bo thì trời nó cứ buộc ấy. Lần này có tiền, chị phải thúc anh ấy thay đổi đi. Tiền trong nhà là tiền chửa, tiền ra khỏi cửa là tiền đẻ. Hôm nay ngày Quý Sửu tháng Canh Tí năm Tân Tỵ, con là Nguyễn Tiên Nhỡ, con kinh lạy gia tiên tổng họ Nguyễn Tiên, chứng giám lời thành tâm của con, cầu xin các cụ công các bà cho con được toại nguyện, xin người đổ chỉ cho con, các cháu làm ăn thịnh vượng.
Bây giờ chúng ta đã có một khoản tiền lớn mà nằm mơ cả đời tôi cũng không thấy. Chúng ta phải biết cách chi tiêu cho nó hợp lý, vì đây là lộc của ông bà cha mẹ để lại. Thì cũng nhờ ở tôi chăm lên đền xuống phủ nên trời mới thương mà cho cơ hội này chứ. Giá mà họ mở đường sớm thì có phải con đã có con bé con bồng rồi không? Thì đã muộn đâu nào. Từ giờ chẳng còn ai dám khinh con gái của U Nghèo nữa nhá. Nghèo hèn đã khổ, nhưng khi có đồng tiền mà không biết cách sử dụng đồng tiền còn khổ hơn nữa, bi đát hơn nữa. Trước đây chúng ta đã giấy rách giữ lấy lề, còn bây giờ hai mẹ con bà phải nhớ đấy, phải biết giữ nề nếp gia phong hai bên nội ngoại, tuyệt đối không được phung phí, không được vô kế hoạch. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phải chắt bóp tằn tiện như trước. Tôi nhắc lại câu này nhiều lần. Hợp lý và hợp lý. Còn thêm câu này nữa. Sởi lời trời cho, bo bo trời buộc, hiểu cả chưa? Hai mẹ con bà cần chi tiêu cái gì? Phải lên kế hoạch tỉ mỉ, viết ra giấy rõ ràng, sạch đẹp. Tôi sẽ duyệt từng mục một. Đồng tiền là người đầy tớ, trung thành tận tụy. Nhưng không cẩn thận, nó sẽ là tên lừa thầy phản bạn. Hai mẹ con đã hiểu cả chưa? Tốt, ngay sáng mai tôi sẽ trả thù lão Hoàng Phở. Con ơi, dạ. Từ nay con đừng gọi là thầy U nữa nhé. Phải gọi là cậu mợ, nghe rõ chưa? Nó mới quý phái. Dạ vâng. Này, này, mẹ nó ơi. Gì? Trời sập mất mẹ nó ạ. Hả? Chủ quán. Dạ, dạ, có đấy ạ. Xếp gia đình chúng tôi một bàn. Dạ, vâng ạ. Dạ, dạ, mời bà. Dạ, mời cô. Mời cô ngồi. Cứ mỗi sáng gia đình chúng tôi sẽ ăn ở bàn này. Cho ba bát tái nạp gầu hai trứng. Dạ, vâng ạ. Vâng ạ. Khách hàng là thượng đế ạ. Mẹ nó, nhanh tay lên. Này, ông nhớ rồi chứ? Cứ mỗi sáng lúc 7 giờ rưỡi gia đình chúng tôi sẽ ở bàn này. Vâng, lời của quý khách là vàng ngọc ạ. Quán phở này ngon nổi tiếng nhất thị trấn, toàn khách quen, dân buôn, kinh doanh cỡ bự và cán bộ có máu mặt thôi. Sao thầy biết? Quen à? Gọi bằng cậu chứ. Sao cậu biết? Cứ có tiền thì cái gì cũng biết con ngốc ạ. Sau lão Hàng Phở này thì ông định trả thù đến ai? Thì trả thù chính chúng ta. Tôi, bà và con ngốc này. Ôi trời ơi, váy đi sống gì mà cứ như đàn bà chửa thế hả con ngốc? Đâu mà, mốt Hàn Quốc mà lị. Mày cứ làm như tao không xem phim Hàn Quốc bao giờ. Tao đi tập xe máy đây. Cái thời cứ đi cùng với cậu thì đi. Dạ có. À này bà ơi. Dạ. Tí nữa gọi đồng nát vào bán. Bà nhớ đây toàn là hàng xịn, đừng có vừa bán vừa cho đấy nhá. Vâng. Ơ kìa bố, đi đi chứ, cứ dắt mãi thế. Cái nhà ông này vừa trúng sổ số độc đắc hay sao ấy nhở? Vừa bán đất vườn ở quê đấy. Lão này cần phải chăn mới được. Anh chăn lão ta nhá. Còn con Thời để em chăn cho. Kìa bác Nhớ, xe bác làm sao thế? Để cháu ra giúp cho nào. Bố em chưa biết đi xe máy. May quá lại gặp cậu. Tôi đang có ý định tìm người quen để dạy tôi đi cái xe máy. Ôi bác, tưởng cái gì. Anh Bương đây là tay lái lụa của thị trấn ta đấy. À thế à, may quá. Con sẽ mở lớp đào tạo ngắn hạn cho bác. Nào, rước bác lên xe. Đi nào. Thôi, còn bà chị. Hả? Bảo đây em mông má cho. Trông bà chị chẳng đến nỗi nào mà không biết tôn lên. Ôi giời ơi, váy này là váy bà chưa? Hả? Ai xui chị mua đấy? Con Tạo bán bún riêu ngoài chợ ấy. Rồi, thôi 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 thôi, vào đây em mông má cho. Bác nhớ chưa nào? Cái gì? Đạp số 1 khởi động. Số 1 khởi động. Sau đó đạp số 2, số 3. Thôi được rồi, bây giờ bác đi lên trên kia một mình. Rồi quay lại, tay ga từ từ.
Nhích ít một thôi. Ờ, biết rồi. Chị vào đây em cố vấn cho. Cố vấn đặc biệt đấy. Có mà các anh theo hàng đàn. Nào ngồi xuống đi. Em làm quả đầu trước nhá. Đầu Hàn Quốc xịn đấy. Đi vũ trường có mà thiên hạ lác mắt. Chị mà đánh phấn kiểu mặt chết đối Hàn Quốc ấy thì hợp lắm đấy. Trời ơi! Bác ơi! Úi giời ơi! Sao lại để ông đi một mình? Nguy hiểm quá! Ông đi một mình thì làm sao biết đi được ạ? À? Ok rồi! Bác em vòng lại rồi! Cứ thế! Tốt lắm! Rồi! Ơi, tốt lắm! Được ra! Anh! 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 Anh chỗ nào? Tắt! Úi giời ơi! Đi xe máy cũng dễ thôi. Mai tôi lấy xe chở bà về quê nha. Thôi 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 thôi, tôi van ông. Xin ông hai chữ bình an. Trông ông đi xe máy như người đánh vật thế kia. Tôi sợ lắm, tôi van ông. Gì vậy? Úi giời ơi! Úi giời ơi! Bác Tản đi số 1 thế này thì có ngày cháy máy mất à? Biết rồi. Chào cô. Sợ ơi. Kìa bà chị, lâu lắm rồi mới thấy lên đền. Này, nghe cả thị trấn nói bà chị mới được lộc thánh ấy, đúng không? Đúng rồi. Tại vì tôi thành tâm cho nên trời Phật thần thánh ngài thương. Sao bà chị không đi cho có cơ có cánh? Đi lễ phải có cơ có cánh nó mới vui. Nhưng mà cô biết đấy, từ xưa đến nay tôi chỉ đi có một mình thôi. Này, dằm này lên đây hầu vài giá nhá. Chịu khó hầu bóng rồi mai tha hồ mà thụ lộc. Khăn trầu áo ngữ thì bà chị phải ra phố Hàng Quạt ngoài Hà Nội. Em sẽ đi sắm cùng bà chị. Bà chị mặc vào á, dáng người này thêm tí má, tí môi son đẹp phải biết. Này, bà chị đi Bắc Lệ mà lễ cầu được ước thấy, sổ ôi thiêng lắm. Thế ạ, à, cho tôi đi với nhá. Cũng phải chuẩn bị ngân xuyến đấy bà chị ạ. À. Ngân xuyến là gì cơ ạ? À? Tiền để mà đi đường đặt lễ. Bao nhiêu? Bao nhiêu thì đủ, lòng thành là chính. Này, em sẽ giúp bà chị hạch toán ngay. Ngón tay này thì phải đeo nhẫn to thì mới hợp chị à. Nhẫn gì? Em có đứa bạn cần bán chiếc nhẫn ruby. Bàn tay chị mà đeo vào á thì thôi rồi Lượm ơi. Thế à? Độ bao nhiêu? Bố nó ốm, phải mổ nên cần tiền. Nó bán rẻ lắm. Thì bao nhiêu? Thế bao nhiêu? Ôi, đẹp quá. Đẹp đến chết người thế này cơ. Thế bao nhiêu cơ? Em đã bảo nó bán rẻ mà. Vì cần tiền, nó bán có 6 triệu thôi. 6 triệu? Quý vật tìm quý nhân. Có ngọc trong tay, cầu tài phát tài, cầu duyên gặp duyên đấy bà chị à. Chị mà không lấy, em cũng tiếc cho chị lắm. Nhẫn cầu duyên, có mấy khi gặp đâu. Thôi. Thế này vậy, em cứ cất cho chị, chiều chị lấy. Về xin tiền bố chứ gì. Chẳng ông bố nào từ chối cô con gái rượu. Một việc liên quan đến hạnh phúc của con mình đâu. Thôi được rồi, em ưu tiên cho chị đấy. À, thầy dạy nhảy bao giờ đến nhở? Đến hẹn rồi đấy. À, đến rồi. Thiêng thế. Ôi. Chào hai em. Dạ. Xin lỗi, tôi mới mở thêm một lớp cho nên đến hơi muộn. Không muộn đâu anh ạ. À, xin giới thiệu với anh Du, đây là chị Bích Thời, học sinh mới của anh đấy. Khiêu vũ
là một bộ môn nghệ thuật, trong đó hàm chứa văn hóa giao tiếp, giao lưu, giao dịch và ngoại giao. Nó là một phương tiện không thể thiếu, đặc biệt đối với loại người có đẳng cấp cao trong xã hội. Hôm nay tôi chính thức xóa nạn mù nhảy cho Bích Thời. Này, học phí thế nào? Lời lẽ thì cao siêu, dẻo quẹo. Hóa ra là máu tham hễ thấy hơi đồng là mê. Khổ lắm. Thôi đi bà trẻ, lòng vả như lòng sung. Học phí 3 kỳ, mỗi kỳ 1,5 triệu. Phần em 500 mỗi kỳ. Thôi được, ok. Mặc dù hơi tham đấy. Quá biết điều chứ. Còn khiêu vũ của anh ấy à? Không có em chân gỗ, có chó nó mới học. Thôi, vào mà huấn luyện con mẹ rừng mỡ học đòi đi. Nào, bước theo anh nào. Chú ý, phải nghe nhạc. Đấy, cho khớp nhịp bước. Bước nhảy cần phải có hồn. Khi nhảy cần phải nghĩ đến tình yêu trong sáng, đến thiên nhiên tươi đẹp. Nào, 1, 2, 3. 1, 2, 3, cha cha cha. 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 Khăn trầu áo ngự. Kinh phí đi đường và tiền đặt lễ. Được. Dự trù như thế này thì tôi thông qua. Thế mà tôi chỉ sợ ông cắt giảm kinh phí. Tôi đi là để cầu lộc cho cả nhà. Tôi đã nói rồi, sởi lời trời cho, bo bo trời buộc. Nào, bây giờ xem bản đề nghị của cái Thời. Hả? Nhân gì mà những 6 triệu? Sao mà đắt thế nhỉ? Người ta túng cho nên là mới bán rẻ. Mà đây lại là nhân cầu duyên. Cậu mà không cho, con chết thì còn hơn ý. Thôi, được. Sởi lời trời cho, cái nhận thông qua. Học khiêu vũ quốc tế. Hả? Lại nhảy nhót điên loạn như cái bọn trong phim ấy à? Cái này không được. Cậu ơi, không phải như thế đâu. Khiêu vũ này à, rất lịch sự, nhẹ nhàng, mà chỉ dành riêng cho tầng lớp thượng lưu quý tộc thôi. Thật đấy, không tin, cậu cứ đi hỏi mà xem. Người ta bảo à, khiêu vũ còn thay thế cho cả thể dục thẩm mỹ nữa cơ. Thôi ông ạ, con nó bao năm nay ngồi quạt bánh đa, khổ sở tù túng con người. Nó muốn khiêu vũ khiêu vọt gì thì mặc kệ nó. Ông chả muốn con ông sánh vai với bọn quý tộc thượng lưu là gì. Thôi, được rồi, mày muốn nhảy gì cũng được. Nhưng đừng có mang cái thúng trước bụng về đây trước khi tôi được ăn cỗ cưới mày. Trời ơi, thủ thui cái mồm của ông. Con gái tôi biết chứ. Nó đâu có dễ hư hỏng như nhiều con cái ở thị trấn này. Thôi, tôi thua bà rồi. Tôi cũng đau đầu về cái chức trưởng ban tài chính này lắm. Thôi, đây là sổ thu chi tồn. Tôi đã ghi chép phần thu, phần chi, phần còn lại. Bà cứ thế mà ghi chép cho thật đầy đủ đó chưa. Đàn bà dễ giết chặt hầu bao. Tôi giao tất cả cho bà đấy. Như thế mới hợp lẽ chứ. Tôi mà quản lý thì đâu ra đấy. Đồng tiền vào tay tôi sinh sôi nảy nở. Tiền vào chỗ này, tiền chửa, tiền ra chỗ kia, tiền đẻ. Đẹp lắm, trông như bà
bà chúa thượng ngàn phát lộc tiếp cho chúng sinh đi. Ừ, cô xinh lắm. Đẹp lắm. Quái nhỉ, cha nghe gì cả. Đấy, bác nhớ. Cháu. Con xin trân trọng giới thiệu với bác, đây là họa sĩ Phong Cách. Anh ạ. Còn đây, đây là bác Nhớ, một nhà quý tộc giàu có nhất thị trấn mình đấy ạ. Chết. Dạ. Quý tộc là dòng dõi nhà mình thôi, làm sao tôi dám so bì với các cụ đời trước. Để mời anh vào. Dạ thưa bác, tuy đời nay ta không bằng các cụ, nhưng theo con, bác phải giữ lấy gia phong bằng cách thiết lập ngay một bộ đồ cổ thật oai phong, thật lẫm liệt. Vâng ạ. Dạ phải đấy ạ. Vào nhà nhìn nội thất bên trong là biết ngay uy thế gia phong đấy ạ. Theo hai cậu nên thế nào? Dạ họa sĩ Phong Cách đây là người rất sành điệu về đồ cổ. Anh ấy sẽ giới thiệu cho bác mua những đồ cổ thật xịn. Dạ thưa bác, đồ cổ nhất thiết là phải có đỉnh đồng, chân đèn đồng, và cả một bộ tam đa áo bay, và cả một bộ bàn ghế tàu cổ. Thưa bác, những cái thứ đồ cổ nó mới lưu truyền được cho hậu thế. Đúng. Chứ còn những cái đồ tân kỳ dùng hỏng ngay. Hỏng ngay. Đúng quá. Mấy thứ này vừa mới mua đã hỏng. Phí của trời. Hả? Mới thế này sao đã hỏng? Để cháu thử lại xem. Ấy, thôi, ngồi xuống. Cổ lắm. Anh tính, con Thời vừa hát vừa nhảy, bà nhà tôi lại phải... Lại thêm của nợ này nữa, đau đầu nhức tai lắm. Các anh ơi, và thôi, sời lời đi. Tôi cho các anh mang về sửa đi mà dùng nhá. Sửa ơi, bác nói thật nhá. Chỉ tại mấy cái thằng vô công rồi nghề nó tán tỉnh, cho nên tôi mới mất tiền oan. À này, các anh lên dự toán hộ xem hết bao nhiêu tiền. Dạ, một gia đình ở Hà Nội tên là Cự Thành, đại tư sản thời trước, họ chuyển vào Sài Gòn, họ bán lại toàn bộ đồ thờ cổ của họ. Tôi biết tiếng nhà họ rồi, đồ của nhà Cự Thành là nhất đấy. Nhưng họ đòi bao nhiêu? Úi giời ơi, nhà bác mà có bộ đồ thờ cổ này nhá, là nhất thị trấn này luôn. Chỉ độ trên dưới 30 triệu. Nhà ta chắc chắn sẽ được tổ tiên phù hộ độ trì, ăn nên làm ra, nếu như có được bộ đồ thờ cổ độc nhất vô nhị này bác ạ. Thôi được, hai cậu giúp tôi chuyện này, tôi sẽ không quên ơn. Em đi đâu về thế? Em đi học vũ quốc tế. Quốc tế vũ? Là cái gì? Có giải thích ý, anh cũng chẳng hình dung nổi đâu. Này, sao lại có chiếc giày gãy? Cái điệu tuyết ấy là cứ phải ngoáy mông, di chân. Mà giày họ đóng thì tồi quá. Em thay đổi nhiều quá. Anh không thấy mừng cho em à? Bây giờ em không phải ngồi quạt bánh đa nữa. Em... Anh không nói chuyện đó, mà chuyện khác kia. À này, em vừa nghe một bản sonat ở nhà anh Du, hay lắm. Đến sầu mới bố em gò, nghe còn chẳng ra gì nữa là sonat. Sonat là tiếng Tây. Có nghĩa là gì? Sonat có nghĩa là... là sonat ý. Nhưng nó là cái gì mới được chứ? Là một bản nhạc rất hay. Hay đến cái mức không thể nào tả được. Cao siêu đến cái độ mà không thể nào mà nói hết được. Ui giời, mà có giải thích anh cũng không thể hiểu được đâu. Thế thì anh chịu em vậy. À này, anh có mang theo cho em cái băng đổi thông hai mộ đây. Nghe làm gì cái thứ nhạc xế đấy. Anh Du bảo thế mà. Ai cho cô bôi lái thằng Du với chị Thời hả? Ơ kìa, thế thì sao? Anh thích gì đây? Thời là người tình trăm năm của cậu tôi. Ai cho cô chia loan rẽ thúy như vậy? Sao?
anh vẫn thường kêu ca. Cậu anh yêu cô thầy Hâm là gì? Đó là trước đây. Còn bây giờ khác. Cô cho nó mấy bộ quần áo và mấy cái nhẫn đều, thế là đủ rồi. Còn anh, ăn quả đồ cổ mấy chục triệu thì sao? Đầu CD nữa. Tôi nhắc lại, thằng Du mà còn len phén với chị Thời, đừng có trách thằng Bương này đấy. Khiếp, thảo nào tôi thấy dạo này cô xinh quá. Anh thấy như thế à? Phải gió cái nhà cô này, phải gọi tôi bằng cô chứ. Sao các cô đến muộn thế? Kìa, hai bà ra đỡ bà chị một tay đi. Được rồi, có hơn 40 bộ quần áo xanh mà xếp mãi vẫn không xong. Bà nhiều quần áo quá. Này, mợ đi phủ dây Bắc Lệ khoảng 10-15 hôm mới về. Con ở nhà nhớ trông nom chăm sóc cậu cẩn thận đấy nhá. Vâng ạ. Dạ, cháu có nói chuyện với các bác ở tổ thơ về hưu của thị trấn, về gia thế nhà ta. Cháu có gợi ý là mời bác tham gia sinh hoạt tổ thơ ạ. Ấy chết, tôi thì dính dáng thì đến thơ ca. Thì bác cứ nghe cháu trình bày hết đã. Bác không làm thơ, nhưng bác là người có tâm hồn nghệ sĩ. Cứ nhìn vào những thứ đồ cổ này thì khác biết. Hơn nữa, bác lại là một mạnh thường quân. Mạnh thường quân là ai thế? Dạ, là người hay giúp đỡ những nghệ sĩ, thi sĩ nghèo, thất cơ, lỡ vận. Ấy chết, thế thì anh đến nhầm địa chỉ rồi. Tôi là mạnh thường quân cho vợ con và bản thân mình đã bở hơi tai rồi. Hơn nữa, tôi không thích anh chàng suốt ngày thơ thẩn trên mây trên gió. Cháu nghĩ bác là người có dòng dõi nho gia danh giá, cháu mới có ý tốt giới thiệu bác với tổ thơ về hưu. Vậy mà chưa gì bác đã có ý này ý nọ. Nhưng mà không sao, nhiệm vụ của cháu đến đây là xong. Mấy bác trong ban chủ nhiệm tổ thơ đến gặp bác bây giờ. Anh Du, anh ở lại chơi đã. Anh đến thăm em. Vâng. Quay váy Nhân tiện có chuyện thưa với bố em. Thế à? Nhưng mà chính em chứng kiến bố em miệt thị giới văn nghệ sĩ như thế nào rồi đấy. Anh Du, bố, sao bố lại đi miệt thị giới văn nghệ sĩ thế à? Nó là thằng cả thị trấn này biết, một thằng chuyên buôn nước bọt, chân gỗ cỏ đều. Nó vừa mới mở miệng là tao biết nó muốn nói gì rồi. Bố chẳng hiểu cái gì cả, bố khổ lỗ sĩ lắm. Hay là thôi đi các cụ ạ. Lúc đầu nghe thằng Du nói tôi cũng thấy siêu siêu, nhưng xét cho cùng thì ngại lắm. Nó là cái thằng bẻm mép, không thể tin được. Nó là thằng cháu ngoại tôi biết mà. Tôi cũng thấy ngại ngại. Hóa ra chúng ta là những kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ. Ông nhớ Thượng Gò là người tốt, nhưng mà chẳng dính dáng gì đến thơ ca cả. Thôi quay về đi, ta làm tí cay cái đã. Đúng là chúng ta là những kẻ ấm đầu, rất dễ lên đồng. Nhưng mà này, đã dính chút ít đến thơ ca thì phải tránh cái đám chọc phú, trưởng giả học làm sang. Tôi đồng ý với các ông. Ông nhớ lúc cơ hàng có nhiều điều kiện cảm hứng để làm thơ mà không làm. Bây giờ giàu có, cảm hứng đâu mà làm thơ nữa. Đúng đúng, chí lý lắm. À, mà thằng Danh nó kia rồi. Này, sao dạ. Lúc đến nhà ông nhỡ mày hào hứng lắm, mà bây giờ mặt mũi mày ỉu xìu như con gà cắt tiết thế hả? Đúng là làm ơn nên oán. Phí công tỏi. Chắc là nó bị ông nhỡ mắng cho một trận rồi. Được, ông nhỡ thế mà khá. Nếu vậy thì ông nhỡ đáng để chúng ta vào thăm lắm. Phít nữa thì cả ba chúng mình bị thằng Danh bẻm mép nó sỏ mũi, rồi làm trò cười cho ông nhỡ. Thôi, ta cùng vào thăm ông nhỡ đi. Một nhân vật có cá tính đấy. Nghe đâu ông ta mới sắm mấy bộ đồ cổ, đáng xem lắm đấy. Thôi, ta đi đi. Đi.
Em mời công sư nhỉ. Nhìn vẻ mặt thằng Du, chúng tôi hề hả quá. Biết là ông vừa cho nó một bài học đích đáng về đạo lý, nhưng dù sao thì cũng phải cảm ơn nó. Mà nếu không thì làm sao chúng tôi đến thăm cơ ngơi của ông được và ngắm nhìn những thứ đồ cổ độc nhất vô nhị này. Tuổi chúng ta có những thú vui lạ lắm. Ông thích đồ cổ, chúng tôi thích đánh cờ làm thơ. Ai bảo là tôi không làm thơ bao giờ? Người Việt chúng ta ai chả có lúc tức cảnh sinh tình, làm mấy câu thơ cho riêng mình. Vậy thì chúng tôi chính thức kính mời ông tham dự tổ thơ về hưu song mai. Dạ vâng, về hưu rồi lại không làm gò hàn nữa, tôi thấy trống trải quá. Tham dự với các ông cũng vui, nhưng tôi sợ mang tiếng chơi chèo. Với lại thơ tôi nào có ra gì ạ. Khổ quá, sao ông lại nói thế? Anh em ở trong tổ thơ về hưu này nào có ai có tài cán gì đặc biệt đâu. Chỉ cần có tấm lòng yêu thơ là đến được với nhau để tâm sự những nỗi niềm, rồi trao đổi với nhau những bài học đạo lý, cốt là để dạy dỗ con cháu thôi mà. Vâng, tham vọng của chúng tôi cũng chỉ có vậy. Những người trong tổ thơ sẽ bảo ban nhau, sống có ích để động viên con cháu. Ông nói vậy thì tôi tâm phục khẩu phục rồi. Tôi xin tham gia cùng các ông để hầu hạ các ông. Nào, xin mời. Xin mời các cô. Xin mời. Cháu thấy cậu và cô Thời là đẹp đôi đấy. Nàng đã bỏ ta rồi, cậu phải tấn công ác liệt, phải giành giật lại chứ. Nhưng sao trước đây cháu phản đối cậu ghê lắm cơ mà. Nhưng mà bây giờ cô ấy giàu rồi. Cậu yêu cô ấy không phải vì cô ấy nhiều tiền nhiều của. Cậu biết Thời tuy xấu người nhưng chịu thương chịu khó. Bây giờ thì cậu hoang mang, cô ấy trở nên khác trước quá. Mọi chuyện là do thằng Du mà ra cả. Nó bám chặt lấy Thời để bòn đẽo. Cháu lạ gì? Thế cháu bảo cậu phải làm gì bây giờ? Cậu cứ tìm cách giải bày tâm sự với Thời, còn thằng đó cứ để cháu tìm cách chị ấy. Không, tình yêu không phải là thứ dùng bạo lực để chiếm đoạt được đâu. Cậu yên tâm, cháu cũng đã vỡ lẽ ra nhiều điều rồi. Úi giời ơi, giật cả mình. Thằng thì gió này. Cháu biết bác đang nghĩ gì rồi. Mày nói ta xem nào, thằng bẻ mép. Ấy. Tổ thơ về hưu thành lập xong, cần phải ra một tập thơ đầu tiên để đánh dấu mốc kỷ niệm. Bác uống nước đi. Mày nói tiếp. Nhìn tập bản thảo dày thế kia, chắc chắn là không ít bài hay. Nhưng mà làm thế nào để xuất bản được? Làm thế nào để đưa đến tay nhiều người tập thơ còn thơm phức mùi mực in? Lại là cả một vấn đề làm đau đầu ban lãnh đạo tổ thơ. Thằng Danh, tao chịu mày rồi đấy. Đúng là ruột gan bọn tao lúc này nóng như lửa đốt. Cả nhà chê cháu là đồ bẻ mép, chỉ có bác là đánh giá đúng mức về cháu. Nào, thế nào? Bác có định nghe cháu tham vấn không? Mày nói tao nghe xem nào. Vâng. Thằng cháu lông bông của bác có quen biết với mấy nguồn xuất bản. Trước hết phải lo giấy phép xuất bản. Thứ hai, làm việc với biên tập viên. Rồi phải lo đầu vào, đầu ra. Đầu vào là thế nào? Đầu ra là thế nào? Ôi giời, đầu ra là khâu phát hành. Thơ của các bác chắc chắn không bán được. Bác đừng tự ái, cháu là con cháu trong nhà, cháu mới nói. Thơ của các cụ chỉ dùng để biếu thôi. Biếu thơ sang trọng lắm chứ. Trong cái thời buổi mà người ta chỉ biếu nhau bằng hiện vật, bằng phong bì tới phất mốt cả người,
mình đem biếu thơ. Ui giời ơi, sang trọng vô cùng. Thằng Danh, tao không ngờ mày lại có những ý nghĩ độc đáo như vậy. Hay hay, được đấy. Này, con đầu vào là quan trọng hơn cả. Con có một chỗ quen biết, nên chỉ cần khoảng 10 triệu thôi là có thể cho ra một tập thơ dày hơn 100 trang, in cực đẹp. Eo ơi, 10 triệu, moi đâu ra 10 triệu bây giờ? Trong tổ thơ các bác đang nuôi một con cóc vàng, nhà tài trợ đấy chứ đâu. À, thằng Mà Lành, thảo nào mày cứ dụ dỗ chúng tao tìm đến ông Nhỡ để mời ông tham dự vào tổ thơ. Mày thì phép dụng binh, quan trọng là kết quả chứ không công nghệ phương tiện. Không được, đồng tiền của ông ấy là đồng tiền lương thiện. Ơ, thế cái việc in thơ không phải là lương thiện à? Thế mà tại sao bác không nghĩ là giúp đỡ việc in thơ là một vinh dự cho ông Nhỡ, còn hơn đứt cái việc tài trợ cho cô đồng hầu bóng mà ông ấy và vợ đang làm? Thế theo mày thì bọn tao phải đến đặt vấn đề với ông Nhỡ như thế nào? Thú thực là tao cũng ngại lắm. Vâng. Hay là mày đến với ông ấy, mày thuyết phục ông ấy, mày giúp bọn tao. Không được, ông ấy có ác cảm với cháu lắm. Dư luận xã hội mà. Hơn nữa, bác đến nói người lớn có trọng lượng hơn. Theo cháu, bác cứ đến đặt vấn đề thế này này. Cảm ơn các ông đã tin tưởng mà đặt ở nơi tôi trọng trách này. Nhưng tôi cũng phải trao đổi với bà ấy. Bà ấy hiện nay đang là chủ tài khoản. Chuyện này không thể ép được. Cái chính là ông bà phải thông suốt, thấy rõ được ý nghĩa sâu xa của vấn đề. Còn chuyện in được thơ hay chưa in được thơ không quan trọng. Cơm không ăn gạo còn đó, có phải không các cụ? Phải. Tôi nhớ đến câu ngạn ngữ của nước ngoài: rượu ngon càng để lâu càng ngon. Tuy thế, ta phải chiếu cố lòng yêu thơ của thị trấn ta ấy, như là đại hạn trong mưa ấy chứ. Nếu tôi thuyết phục được bà ấy, các ông định in ấn thế nào? Chuyện ấy chúng tôi có người thạo việc lo cho rồi. Chỉ in độ 3.000 cuốn thôi. Phát hành 3.000 cuốn thì toàn quốc khéo không đủ. Thì tái bản lo gì, trả nợ cho ông Nhỡ xong ta in tiếp đồng nội 2, đồng nội 3. Theo tôi, ta cứ chân thật mà xác định việc thu hồi vốn là hơi lâu đấy. Thôi, nghị quyết tạm thời thông qua. Ta cứ thống nhất như thế đã. Mấy ngày nữa đợi bà nhà tôi về, ta sẽ bắt tay vào việc. Hả? Đúng rồi. Đẹp quá. Con Lê đời mới à? Hơn vé. Nàng mới sắm cho chứ gì. Thế định bao giờ ôm hoa đấy? Cái gì? Lấy thời hâm á? Có mà thần kinh. Em sẽ nói với ông bà Nhỡ là anh xin cưới cô thời. Úi trời ơi, em ơi, anh van em đừng có hại anh. Anh chỉ xoay sở ít tiền, chứ còn lấy thời hâm á, ui tòi mất. Anh xin em. Thế thì phải tách bỏ chứ. Bao nhiêu? Tùy. Khổ quá, anh mới chỉ được bộ quần áo này thôi, ăn thua gì đâu. Còn tivi, đầu máy DVD hiện đại, giường tủ mới. Thôi được, anh sẽ chơi đẹp, không lo. Kìa, người anh em lại chuẩn bị vác cuốc chim đi đào mỏ tiếp đấy à? Mày mà không buông tay chị Thời đừng có trách. Được rồi, có cô Dung đây làm chứng, tôi xin thề, xin thề là kể từ giờ phút này trở đi tôi không có quan hệ gì với cô Thời nữa. Cảm ơn cậu đã giải thoát cho tôi. Tôi không biết cô Thời là ai cả. Hả? Tôi không biết cô Thời là ai cả. Ông Du đang tìm cớ bỏ của chạy lấy người, đúng lúc anh lại tới để giúp ông ta. Sao? Còn sao nữa? No rồi té, hiểu chưa? Mày không thoát được đâu.
Thằng Sở Khanh, thằng khốn nạn. Nhưng anh cũng nên giờ lại gái của mình đã. Gớm, sạch sẽ lắm đấy. Chào bác. Chào anh. À không, phải chào là thi nhân hoặc là mạnh thường quân của thi sĩ mới phải. Nghe nói bác tham gia tổ thơ về hưu, hình như lại được mời là chủ tịch danh dự, là nhà tài trợ chính, là... Ấy ấy, to chuyện quá. Thật là chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Cậu đi tuyên truyền thế, tôi xấu hổ lắm. Ui giời, bây giờ ở đâu mà chẳng thi nhau quảng cáo. Bác có người tự nguyện quảng cáo không công cho thì còn gì bằng nữa. Thôi 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 thôi, thôi. Tôi lạy cậu. Chuyện chưa đâu vào đâu cả. Nhỡ không xong, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa. Nội thất của bác bây giờ đã ổn. Cả thị trấn đều khiếp vía vì nể. Theo cháu, giờ bác nên hoàn chỉnh về phần ngoại thất nữa. Này, ngoại thất là gì? Ngoại thất là sân vườn đấy. Theo cháu, nên có một hòn non bộ nữa thì tuyệt. Hòn non bộ tam thai ngũ nhạc, có suối tuôn róc rách, có cá lội ngẩn ngơ. Ui, cả tổ thơ hưu trí mà đến đây sơn thủy hữu tình như thế, thơ kém gì đường thi, tống thi. Đúng đấy nhỉ. Thế mà tôi không nghĩ ra. Đây, chỗ này ta sẽ dựng nên một hòn non bộ thế trực, lắp máy bơm vào cho suối chảy. Chỗ này sẽ là một cái bể cá nửa chìm nửa nổi, thả vài con cá cảnh vào. Góc này sẽ nuôi một con chim họa mi, góc kia sẽ là một đôi hoàng yến. Đúng là bồng lai tiên cảnh. Thêm cái tượng đạt ma nữa, hết chê. Cậu hạch toán đi, hết bao nhiêu? Đá ta mua ở Ninh Bình. Mọi thứ khác không đáng là bao nhiêu cả. Tất cả cháu tự làm lấy được cơ mà. Hết bao nhiêu tiền đá? Khoảng độ 15 triệu. Cả công vận chuyển đến tận chân công trình. Ôi, bác gái đi đâu về này? Bà về vừa hay. Tôi định cho xây công trình ngoại thất ở ngoài sân, hồ bán nguyệt, hòn non bộ, bà thấy thế nào? Có tốn kém không? So với mấy giá đồng của bà ấy, đáng kể gì. Ông cho xây non bộ là để dành cho ông và các bạn tổ thơ. Còn tôi phải cho xây điện thờ mẫu ở trong nhà, được chưa? Hôm nay tôi mới hiểu thêm ý nghĩa bổ sung của câu ông ăn chả bà ăn nem. Thôi, sởi lời đi, vô tư đi. Vô tư đi. Toàn thấy chi chẳng thấy thù gì cả. Thì những lần đi cầu trời lạy thánh của bà ở tứ phương chẳng đang tạo ra tiềm năng to lớn là gì? Ông nói phải đấy. À, ông này, tôi có một câu chuyện hệ trọng muốn bàn với ông đấy. Lần đi vừa rồi tôi có gặp một ông hội viên của hội văn hóa gia đình UNESCO. Ông ấy nói hay lắm, rắn trong lỗ cũng phải bỏ ra. Chứ không phải tiền trong bao người khác bỏ ra. Kìa ông này, đùa không đúng lúc đúng chỗ. Ông nghe cho thủng tai đã. Ông ấy kể về những đám cưới vàng, đám cưới bạc do chính ông ấy đứng ra tổ chức. Vừa sang trọng danh giá, vừa không bị thua lỗ về kinh tế. Tôi đã xin số điện thoại của ông ấy đây. Tôi muốn... Bà muốn gì nào? Sao gấp úng thế? Cái ông này chẳng sáng ý chút nào. Tôi nói thế có nghĩa là chúng ta sẽ tổ chức đám cưới vàng ở thị trấn này. Hả? Cái gì? Bà định chơi trội à? Bà muốn cả cái thị trấn này người ta cười vào mũi mình à? Sao lại là chơi trội? Ông ấy bảo rằng nếu chúng mình làm được như thế thì nền văn hóa của thị trấn này sẽ tiến thêm một bước, mà vợ chồng mình sẽ được ghi công đức là người đã dương cao ngọn cờ tiên phong. Và lúc bấy giờ tất cả các hội vui tuổi già sẽ noi theo. Thế là một tấm gương văn hóa chứ còn gì nữa. Ông ơi đồng ý nhé. Thôi, tôi ù hết cả tai cả đầu lên rồi. Lại ăn hỏi, lại đám cưới, lại lễ tơ hồng. Bạc tóc rồi mà vẫn còn chưa chót đời. Mọi cách thức tôi đã hỏi kỹ rồi. Cần gì thì tôi sẽ mời ông ấy ở Hà Nội lên giúp. Tiền mừng thì người ta cũng sẽ mừng xứng đáng, không sợ bị lỗ đâu. Thôi được rồi. Sợi lời đi, vô tư đi. Nhưng bà phải đồng ý với tôi một việc. Việc gì? Tôi định góp vốn ra mắt tập thơ đầu tiên với tổ hưu. Trời ơi,
ông ngây thơ thế? Góp vốn? Trừ ông ra mấy ông mấy bà kia làm gì có đồng xu gì nào ngoài đồng lương hưu mà bảo là góp vốn? Ông bị lừa rồi. Này, bà ơi, mình nói là góp vốn cho nó khiêm tốn lịch sự thôi. Chứ thực ra là mình bỏ cả ra để in sách. Vốn mình thu lại, lãi lại thuộc về mình cơ mà. Ông cứ làm như thơ thần của các ông cứ như là vàng là ngọc không bằng ấy. Thế bao nhiêu tiền đổ vào đấy? Có chục triệu mà. Gớm, cả một đống tiền đổ vào cái đống giấy vụn ấy. Có bán cho đồng nát thì nó cũng chê ỏng treo. À, này, bà không hiểu gì rất về những giá trị tinh thần. Nếu vậy thì thôi, thôi hết. Không có điện thờ mẫu, không có đám cái vàng gì cả. Ơ kìa, này, gớm, cứ như là ông thiên lôi ý. Có cái gì thì bình đẳng trao đổi chứ. Bình đẳng cho bà đè đầu cái cổ tôi à? Tôi đã tin tưởng ở bà, giao cho bà quyền làm chủ sở hữu tài khoản. Bà chẳng biết điều thế nào cả. Thì tôi cũng có quyền thắc mắc chứ, của chồng công vợ. Định y nọt thế nào? Tôi có bài thơ trong ấy mà đề tặng bà nói nhá. Trang đầu cuốn sách có ghi nhà tài trợ Nguyễn Tiên Nhỡ. Thế ông đề cả tên tôi nhá. Càng hay, đồng tài trợ Nguyễn Tiên Nhỡ và Lê Thị Tẹo. Đấy, bà xem cái chương trình TV rồi đấy. Hầu như bao giờ cũng có tên các nhà tài trợ. Tên tuổi của tôi với bà sẽ đi theo sách vào các thư viện lớn nhỏ. Bà thấy oai chưa? Nhưng dù sao cũng không thiết thực bằng lòng thành thờ mẫu và làm gương văn hóa cho cả thị trấn này noi theo. Lỗ to rồi ông ạ. Mình chi cho đám cưới vàng vị chi hơn 10 triệu mà họ mừng toàn hoa với thơ. Thơ thì lại do mình bỏ tiền ra in cơ chứ. Bà ơi, số sách này tôi sẽ đem đi biếu họ hàng nội ngoại, sang trọng lắm chứ. Mà bà hãy sời lời đi, vô tư đi. Hiện tượng văn hóa này sẽ đi vào lịch sử của thị trấn đấy bà. Nhiều năm sau người ta còn nhắc đến, người ta còn ca ngợi, tự hào lắm chứ bà. Nhưng mà buốt ruột lắm. Hơn 10 triệu đồng chứ có ít ỏi gì đâu. Tại mày hết. Cứ không nghe lời cậu. Để cho cô thời, cô ấy đổ cho gia đình mình là phá vỡ hạnh phúc của cô ấy. Hạnh phúc gì? Cái thằng bịp bợm ấy. Cháu đã trúng kế của thằng Du khiến nó bỏ của chạy lấy người vô sự. Dù sao thì cậu cũng lại có cơ hội rồi. Chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Thế là hết rồi. Cậu vẫn còn yêu cô Thời cơ mà. Hay là cậu thấy cô ấy và gia đình đang phát tán của cải và tự đánh mất mình từng ngày. Chào ơi, cái đồng tiền thật là đáng sợ. Cậu thôi cải lương đi. Nếu còn yêu người ta thì cố tìm mọi cách mà giành giật lấy về cho mình. Cháu sẽ cho thằng ấy biết tay. Không được. Chắc thức ăn không có gì nên ông... Tôi không thấy đói. Sao hôm nay bà không đi lễ? Ông nó ạ, sắp hết tiền rồi. Sao? Hết làm sao được? Hàng mấy trăm triệu cơ mà. Sắp hết thật rồi. Tôi nghĩ cứ hay lên đền xuống phủ rồi trời sẽ thương. Nhưng chẳng thấy gì cả. Mà sự thực thì tiền sắp hết rồi ông ạ. Trời ơi, sao cậu mợ gớm, sang trọng quá. Này, hạnh phúc quá. Này, hôm nay cánh làng đông sang thị trấn đông lắm. Không có bà chị là không át được giọng họ đâu. Nghe nói vừa mới bán đất, khăn trầu áo ngự cứ như lát đa ấy. Lại bán đất, khăn trầu áo ngự được mấy nà. Cứ như tôi đây này, ngân xuyến cạn rồi. Này, ông bà đã lễ bà cô tổ chưa? Chưa. Ừ. Chết rồi. Thụ lộc đời trước mà không lễ tạ,
không xây mộ tổ ấy thì chỉ có mà lụi thôi. Thôi chết tôi rồi. Ông ạ, à, có lẽ ông phải về quê để xây mộ tổ thôi. Chẳng bao giờ về quê. Có mảnh vườn đời trước để lại cũng bán rồi. Biết mộ tổ ở đâu mà xây bây giờ. Không lo. Em ý, là em có quen một thầy ngoại cảm giỏi lắm. Sẽ tìm ngay mộ tổ cho bà. Vâng. Thôi thế chăm sự nhờ cô Đồng Thúy giúp cho nhé. Xây xong mộ ấy à, lộc sẽ chảy vào như nước. Chạm vào đâu cũng thấy tiền. Việc lập điện mẫu ở ngay nhà tôi, rồi cũng phải... Hiệp hội Hàng không Quốc tế dự đoán năm 2014, Việt Nam sẽ trở thành thị trường hàng không tăng trưởng nhanh thứ 3 thế giới. Ước tính năm 2013, dịch vụ hàng không tăng trưởng gấp đôi năm 2012. Mặc dù xuất phát điểm thấp, nhưng trong vài năm tới, các hãng hàng không ở Việt Nam sẽ tăng gấp 3 số máy bay để phục vụ thị trường nội địa và du khách nước ngoài. Cùng trò chuyện với ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về tiềm năng và hướng phát triển của ngành hàng không dân dụng Việt Nam trong chương trình Tạp chí Kinh tế Bizline thứ Bảy, mùng 7 tháng 12 trên VTV4. Chơi mình rồi, đều thế. Anh Thiệt, sao anh cố tình lảng tránh em thế? Anh xin lỗi. Thực ra anh không muốn em xấu hổ vì quen biết một kẻ như anh. Nhưng mà tôi đã xấu hổ nhục nhã vì cậu cháu nhà anh đấy. Cậu cháu anh độc ác lắm, thâm hiểm lắm. Độc ác cái gì? Cậu cháu tôi đã làm gì cô? Chính anh đã xúi giục thằng Vương đe dọa anh ấy, để rồi anh ấy phải xa tôi. Thế là mối tình của tôi đã tan vỡ rồi. Thôi, đừng có mà làm cho cười cho thiên hạ giữa ban ngày ban mặt nữa. Anh ấy là người nhút nhát, mà nghệ sĩ thì ngây thơ lắm. Thằng Vương hăm dọa, thế là anh ấy nói lời từ biệt, hốn hổ cái thân tôi. Tôi chẳng dính dáng gì đến chuyện này cả. Nhưng dù sao, cô cũng phải cảm ơn cái thằng cháu hỗn hào của tôi mới phải. Tại sao tôi phải cảm ơn nó? Vì nó đã giúp cô mau chóng nhìn ra thực chất của con người xấu xa đó và sớm dứt đi khỏi hắn. Trong thâm tâm, tôi cũng thấy mừng cho cô. Cậu cháu anh là người thô lỗ, man dợ, hiểu chưa? Gần như là những đồng xu cuối cùng. Các cháu lo gạch cát xi măng và lễ tạc. Phần thiết kế mộ tổ chú sẽ lo thuê vẽ. Còn bia mộ chú ra nội đặt. Kinh phí về cỗ bàn chú sẽ lo sau. Ở đây chăm sự nhờ ai cháu? Biết thế cháu không mua vườn của cô chú, đi thuê chỗ khác làm cửa hàng thì đâu đến nỗi này. Thôi cháu đừng nói thế. Không ai có lỗi cả. Mà nếu có lỗi thì chúng ta đang sửa đấy. Hôm nay ngày Quý Sửu tháng Canh Tý năm Tân Tỵ, con là Nguyên Tiên nhớ con kính lễ Thánh Thần Trời Phật dòng họ Nguyên Tiên, chứng giám được thành cầu của con. Cũng là tại ông tất cả. Nhà ở quê chỉ có một gian hai trái,
Thế mà ông bảo ông là con ông cháu cha, con nhà quyền quý, sắm mấy cái này để làm gì? Hồi ấy mà tôi để lộ ra, tôi là cháu nội của quan án sát, cháu năm đời của quan tuần phủ, liệu bà có lấy tôi không? Ôi giời ơi, đến mộ tổ còn không biết, gia phả còn không có. Ông dựa vào đâu mà ông bảo rằng ông là cháu năm đời của quan tuần phủ hả? Thì tôi nghe họ hàng kể lại, mà còn bà nữa đấy. Bà theo cái thằng Thúy đồng cô ấy, bây giờ nhẵn túi, có thằng nào nó dâng cho bà một cát không? Sởi lời đi, vô tư đi, bây giờ hết rồi đấy. Liệu bây giờ có hồ vơi lại đầy không hả? Ê, còn hơn bà. Còn hơn ông. Nào là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đấy, ba cái hòm khăn trầu áo ngự đấy, bà hãy nhờ thần thánh biến tiền âm phủ thành tiền mặt đi xem nào. Thôi, con xin thầy U, đừng chỉ chiết nhau nữa, con khổ lắm rồi. Còn mày, cũng góp phần phá tan gia sản. Riêng mày đã hơn 100 triệu đồng. Đã lừa nổi thằng nào đâu. Con thua gì so với ông đâu. So với bà còn thua xa. Thôi, con xin thầy U, đừng đổ lỗi cho ai nữa. Kìa, thôi, mày đi đâu đêm hôm khuya khoắt thế này hả? Con bé nó có tội tình gì mà ông trách mắng nó? Ngần ấy tuổi đầu, vất vả, đến bây giờ mới biết được một tí son phấn ăn diện, thì lại gặp cái cảnh xui xẻo này. Thôi, dầu tại phận, trắng tại gia. Nếu số mình có, kiểu gì rồi cũng có. Không lo, xây mộ tổ xong, có âm phủ dương trợ lo gì. Phải, xây xong mộ tổ may ra có hồi vận. Đúng, phải lập tức xây ngay mộ tổ để cứu vãn tình thế. Bà bảo con Thời bán xe máy di động váy sống bán tất. Ôi giời, đây là hàng mỹ ký chị ạ. Mỹ ký là gì hả anh? Mỹ ký là đồ giả, chỉ để đeo trang trí tạm thời thôi. Chết rồi, em mua 6 triệu cơ mà. Cô bị lừa rồi, không biết thì phải hỏi cho kỹ chứ. Rẻ mạt quá. Rẻ mạt quá. Đấy được rồi. À, ông Nhỡ lại thay đổi nội thất à? Mốt mới nhất phải không? Các cụ trong thị trấn ta gửi rất nhiều thơ và câu đối. Có lẽ phải ra tập đồng nội hai thì ông Nhỡ. Phong trào thơ ca thị trấn ta lên được như ngày hôm nay, phải nói công đầu là phải nho ông Nhỡ đấy. Thôi, tôi đến rồi. Quá, mua bộ này rẻ quá. Dạ, chào các bác. Dạ, báo cáo bác, xe ô tô non bộ về rồi ạ. Nhờ anh chở ra lò vôi, bán lại hộ tôi. Thế nhưng... Thợ thuyền ngoái đã có mặt đầy đủ chưa? Thưa chú, gạch ngói xi măng, thợ thuyền đủ cả. Họ đang chờ lệnh là động thổ. Tốt. Đây là tấm bia chú đã mua về đấy. Đây, cháu xem đi. Ôi, đẹp quá, cứ gọi là nhất làng. Các cháu làm bao nhiêu mâm? Cô chú lạ gì tục lệ làng ta, cứ phải là 30 mâm mới tạm đủ. Đây, tiền đây. Các cháu bổ sung thêm 5 mâm nữa nhá. Thôi, bây giờ chúng ta xuất phát ra làm lễ động thổ. Dạ vâng ạ. Này, bác Giang, có chuyện gì thế ạ? À? Ai cho các người có quyền động mồ động mả nhà tôi đây hả? Bác bình tĩnh. Dạ thưa ông, tôi đã nhờ thầy ngoại cảm giỏi nhất về tìm mộ tổ nhà tôi. Dạ thế là thế nào ạ? Còn thế nào nữa? Ông đi biệt sư, đúng một cái ông về làng, ông chọn đúng mộ tổ nhà tôi mà gây sự. Ông muốn gì đây? Đấy là mộ tổ nhà ông à? Chứ còn gì. Rồi ạ. Tổ sư cái thằng ngoại cảm bị bợm lừa đảo. Dạ thưa ông, vâng ạ, tôi lâu ngày mới về làng nên lầm lẫn, mong ông tha thứ cho. Còn nếu không, ông bắt tội thế nào tôi cũng đành chịu ạ. Vâng ạ. Bác thông cảm với chú cháu, mới tập kết vật liệu thôi, chưa động thổ nhát cuốc nào đâu ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, đúng thế ạ, chưa hề gì đâu ạ. Tôi vừa về đến nhà, đúng lúc ông hàng xóm đến báo tin dữ, thế là tôi tức tốc đến đây ngay. Cũng may là các vị chưa động thổ, chứ không á, rời cũng không cứu nổi các vị với cái tội động mồ động mả nhà cái khác đâu. Dạ vâng vâng ạ.
Dạ thưa bác, thế là hai nhà chúng ta đều được các cụ thương cả đấy ạ. Để mời bác vào, để vợ chồng chú cháu chúng tôi tạ tội với bác ạ. Dì ở đây ạ. Thôi. Mời bác uống chén rượu ạ. Mọi việc cũng đã lỡ rồi. Tôi cũng không muốn, mà các vị cũng không muốn. Vâng. Tôi cũng thông cảm cái tội bỏ làng của ông. Mời bác xơi chén rượu ạ. Dạ. Bố nó. Để mời bác nâng chén ạ. Để vợ chồng chúng tôi được tạ tội với bác. Mong bác tha thứ cho. Mời bác xơi rượu ạ. Mời bác ạ. May là tôi đi. Chứ người khác không yên với họ được. Dạ vâng. Cháu ra ngay chỗ tập kết vật liệu, bảo họ dừng ngay lại, đợi lệnh sau. Dạ vâng ạ. Dạ, xin thay mặt gia đình ạ, mong bác đại xá cho. Tôi trốn ngay đi. Hả? Nguy rồi. Mấy bà sợ danh năm quốc đất đầu thổ, mà ngôi mộ lại là của nhà ông Năm. Họ lại kéo đến kìa. Trốn đi. Trời ạ. Đến xin lỗi mà cũng xin lỗi nhầm. Cổ thân tôi cưa. Thế không phải mộ của nhà tôi à? Chào bà. Bà cho tôi hỏi, bà có phải là bà Nhỡ không ạ? Tôi đây. Bà gặp tôi có việc gì ạ? Tôi muốn hỏi bà có muốn để lại một ít khăn áo hầu và đồ thờ điện không ạ? Có phải bà được cô Đồng Thúy giới thiệu tới đây? Dạ vâng. Bà bên làng Đông chứ gì? Nhà bà mới bán đất phải không? Dạ vâng. Mời bà vào. Thế ông nhà bà đã mua sập cụ tủ chè, xây hòn non bộ, mua chó Nhật, chó Tây chưa? Em chuẩn bị hết rồi đấy ạ. Thế ông có bảo rằng gia đình gốc gác ngày xưa là quyền quý không? Con đã đặt lễ, mong cô dạy cho. Cô nói điều gì cũng đúng cả. Này bà, tôi không phải là thầy bói đâu. Tôi cũng như bà thôi. Bán được ít đất, thế là vung tay quá chán. Cùng với ông chồng và đứa con gái ngốc nghếch kia phá tán tiền của. Hết sạch rồi. Tôi khuyên bà hãy gửi vào tiết kiệm để phòng lúc ốm đau. Đầu tư tiền để sản xuất kinh doanh. Còn thừa nữa thì giúp đỡ bà con láng giềng những người nghèo khó. Đừng có như vợ chồng tôi bà ạ. Loáng một cái là hết ngay. Bây giờ ngửa tay xin ai? Mà thánh thì xa vời lắm. Cảm ơn bà đã khuyên tôi những điều vàng ngọc. Nhưng dù sao thì bà cũng nể cô Đồng Thúy đã giới thiệu, để lại cho tôi ít khăn trầu áo ngự. Tôi đã bảo là hết sạch cả rồi, hết nhẵn như chùi. Bà đã rõ chưa? Ông ơi, nghỉ tay uống chén nước đã. Tôi vừa mới pha đây. Nào. Xin bà. Vinh hoa phú quý thoáng qua như nổi cháo kê. Thật đúng là giấc mộng kê vàng. Thầy U, con đã về rồi ạ. Con gái về đấy ạ. Vâng. Vào đây con. Dạ. Uống nước đi này. Thầy sẽ kể cho con nghe một câu chuyện mà thầy được bà nội kể cho nghe từ ngày thầy còn bé tí thế này. Thế à? Nhà nọ có hai vợ chồng nghèo. Phật cho ba điều ước. Người chồng ước ao có một miếng dồi chó. Bà vợ mới điên tiết lên bảo: ước gì miếng dồi chó dính vào mũi ông ấy. Thế là hai điều ước thành hiện thực. Người chồng ao ước miếng dồi chó hãy biến khỏi mũi mình. Thế là hết. Phí phạm lòng tốt của Phật. Vận may đến mà không biết giữ, không biết tận dụng nó, cũng giống như ba điều ước ngớ ngẩn kia vậy. Đúng là của trời cho mà biến thành trò chơi, phí quá. Thôi, ngồi chảy thây ra đấy làm gì? Bánh đa u đã phơi khô để sẵn đấy rồi. Con tranh thủ ra quạt trong những ngày đông tháng giá này đi. Cậu đã gặp chị Thơ chưa? Ừ, cậu cũng đang định đến thăm Thời đây. Có thế chứ, cậu đáng trọng lắm. Gia đình Thời Khánh Kiệt, cậu vẫn yêu Thời. Này, nhỡ khi nhà người ta lại gặp của trời cho thì sao? Mà ai dám chắc là Thời sẽ lại không giống cách đây nửa tháng. Cháu không hiểu cậu muốn nói gì cả. Tóm lại, cậu còn yêu Thời nữa hay không? Cháu ân hận lắm.
cháu cũng là một kẻ đục nước béo cò. Giá như cháu bớt tham đi, cháu sẽ biết chân tình khuyên thời đôi điều có ích. Nếu cậu may mắn có một khoản tiền khá khá nào đó, cậu sẽ đầu tư vào sản xuất than tổ ong ít độc tố, cháy từ trên xuống. Ngoài ra, cậu sẽ mua sách và băng đĩa để tự học thêm. Cậu đã đôi ba lần cố gắng khuyên bảo thời rồi đấy chứ, nhưng chẳng ăn thua gì. Cậu là người ít học, ít gặp may mắn, nhưng cậu hiểu được cái nhục của sự thất học. Cậu quyết vượt qua nó. Đó cũng chính là sự khác biệt giữa cậu và thời. Buồn thay, nhưng cậu hy vọng ở những mặt tốt của thời. Còn tình yêu của cậu với thời? Thôi, tạm thời ta không nói chuyện đó nữa. Đối với cậu, đó là một vết thương lòng xưng tấy, một sự lăng nhục. Thôi, thế này, cháu đem giúp cho thời cái băng này. Và cháu nói là thiệp nhắn, băng nhị độ mai là có hậu, chứ không buồn thảm như Lan và Điệp hay Đổi Thông Hai Mộ. Thế nhé. Vâng ạ. Anh Thiệp nhắn thế à? Sao không đến đây thăm thời? Thời cần hiểu là những sự việc vừa qua đã gây sốc cho cậu tôi rất nhiều, cần phải có thời gian. Tôi hiểu rồi. Tôi đã có trong tay những điều ước, mà chỉ toàn ước những điều vớ vẩn. Tôi đã đánh mất hạnh phúc thật sự rồi. Con đây mình đa nhá. Ừ. Hay là tan phở? Không đâu. Thế thì con ăn gì? Ăn cua bể với chim quay. Ui sợ. Hình như ở làng Đông chắc vừa bán đất đấy. Anh Du, như thế người ta gọi là mất cả chì lẫn chài đấy. Bương ơi, cho tôi gửi lời hỏi thăm anh Thiệt. Này này, ở kia bà chị đi đâu mà về thị trấn thế? Chị cho cháu đi mua sắm vài thứ. Này, nhờ em mà bà chị lừa được cái thằng tư sản ở Hà Nội mới về, được mấy giá đất. Thế mà cho em ít lộc quá, làm thế khéo trời phạt. Này, chú đừng nói thế, phải tội chết. Cứ để từ từ anh chị cân đối lại, rồi không quên ơn chú đâu. Thì em vẫn tin anh chị là những người biết chơi đẹp. Ờ. À, hôm nọ cháu nói với chú là cháu thích học khiêu vũ và thích đàn organ, có phải không? Vâng. Yên chí, chú sẽ đưa cháu về Hà Nội mua đàn, thăm mấy vũ trường, rồi đích thân chú trực tiếp dạy cho cháu thành tài. Rồi cháu sẽ trở thành ngôi sao của cái thị trấn này. Vô tư đi. The